Metallic Code, giao thức tự động đặt cọc, tự động gộp thanh toán cao nhất, tốt nhất, API cố định cao nhất 450,958%, tự động ký quỹ và tổng hợp trong ví của bạn nhờ phần thưởng sau mỗi 10 phút trên 144 lần hàng ngày. Metallic cung cấp một tài sản tài chính phi tập trung đối cho người dùng bằng mô hình lãi kép cố định, bền vững, giao thức đặt cọc tự động, Tether và phản ứng tự động là một giao thức tài chính giúp việc đặt cược dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và mang lại cho người sở hữu mã thông báo Tether lợi nhuận ổn định cao nhất trực tiếp với chủ sở hữu. F3 cung cấp cho mã thông báo Tether với tính năng kết hợp và đặt cược tự động bao gồm BNB Reflection và API cố định cao nhất trên thị trường ở mức 450,958% trong năm đầu tiên. Nhóm Telecoder là một nhóm rất giàu kinh nghiệm. Các nhà quản lý của chúng tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính thực tế và tài chính bất minh từ 20 năm trước. Mã Telecoder sử dụng một tổng hợp các yếu tố phức tạp để hỗ trợ giá của nó và phần thưởng Rebaser. Nó cung cấp cho mã thông báo các tính năng tự động đặt cược và tính lãi kép với API cố định cao nhất trên thị trường là 450,958% cho năm đầu tiên. Mã tài liệu là một thương hiệu mới đổ bộ vào sự đổi mới của DeFi nhằm tạo ra sự tự do tài chính cho chủ sở hữu của anh ấy chỉ trong một năm. Ngân hàng Telecoder phần thưởng gấp đôi bớt tham gia các cuộc thi của chúng tôi. Mã Telecoder giao thức tự động kéo dài về mã Telecoder đang biến đổi DeFi với giao thức tự động tạo Telecoder mang lại API cố định cao nhất trong ngành, phục hồi phần thưởng sau mỗi 10 phút và một hệ thống mua dự kín đơn giản giúp tăng doanh mục đầu tư trong ví của bạn một cách nhanh chóng. Ngân hàng Telecoder Hyperbank, bạn khóa Telecoder của mình trong Hyperbank trong khoảng thời gian từ 1 ngày đến 5 năm và nhận phần thưởng bớt của bạn từ tổng khối lượng và tỷ lệ phần trăm của tổng Telecoder bị khóa, phần thưởng bớt 2% giao dịch mua và 3% khi bán hàng được chuyển thẳng vào ví của bạn. Tokenomics được giải thích 5% trên 5%, LB tự động 5% ví giao dịch trở lại thanh khoản 2% trên 5%, điều chỉ 2% số tiền mua và 5% số tiền bán, 6% trên 6%, nói chuyện bảo hiểm của bạn 6% ví giao dịch được chuyển hướng đến ví RFVTI giúp duy trì và hỗ trợ phần thưởng đặt cược do Rebaser tích cực cung cấp 3% trên 3%, đốt cháy 3% phí giao dịch được gửi đến một địa chỉ ghi an toàn 2% trên 3%, phần thưởng bớt 2% số lần mua và 3% số lần bán hàng, 6% TII phần trăm cao nhất để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi, 6% của tất cả các khoản phí giao dịch được lưu trữ trong quỹ TII, 3% đốt cháy, hệ thống ghi mã thông báo tự động của chúng tôi ngăn chặn nguồn cung lưu hành của mức đốt cháy cao nhất là 3% trong số các giao dịch mã thông báo Telecoder. Telecoder là mã thông báo BEP20 thường cho chủ sở hữu của nó bằng các khoản thanh toán lãi thụ động tự động 10 phút một lần trong suốt thời gian tồn tại cho đến khi đạt được nguồn cung cấp mã thông báo tối đa. Phí mua và bán. Phí mua và bán Telecoder là một phần quan trọng của TII. Họ cung cấp vốn để thực hiện các chức năng quan trọng của giao thức. Các giao thức khác sử dụng việc bán trái phiếu để hỗ trợ các chức năng tương tự như phí sao phu, nhưng chúng tôi tin rằng cách tiếp cận đó rủi ro hơn vì nếu trái phiếu không được mua, mã thông báo có thể mất hỗ trợ và giảm giá theo vòng xoáy như chúng tôi đã thấy một số giao thức dựa trên trái phiếu này. Bán trái phiếu cũng khiến người sở hữu mã thông báo mất phí. Nó làm giảm số lượng API có thể được cung cấp và loại bỏ khả năng cung cấp một API ổn định. Số tiền phí 18% khi mua và 22% để bán cho phép mã Telecoder cung cấp cho những người nắm giữ Telecoder với lợi suất cao ổn định với 450,958% hàng năm. Dự án của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.